Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng nhau khám phá những diễn biến mới nhất của tập 62 bộ phim Lựa Chọn Số Phận. Bộ phim đang trôi dần về những phút cuối, kịch tính đang được đẩy lên cao, những mâu thuẫn bắt đầu được cởi bỏ. Bước sang tập 62 này, phim tòa bắt đầu nóng lên khi mà ông Bạch bị đồng đội quay lưng, dồn hết tội lên đầu ông. Ông không thể kiềm chế được. Ông đã làm náo loạn cả phiên tòa và vô hình dung đã tự mình nhận tội. Ông Bạch dù có thuê luật sư Thành, một luật sư có tiếng đi nữa, nhưng cũng không thể giúp ông đấu lại được với Huy, bởi Huy dù sao vẫn còn ông anh rể là phó chủ tịch tỉnh đứng đằng sau hậu thuẫn. Vì vậy mà bị cáo Tùng, bị cáo Trấn cũng nhân cơ hội này té nước theo mưa và dồn ông Bạch vào đến chỗ phải chịu trách nhiệm lớn nhất, là người đứng ra tổ chức đánh bạc. Trong khi đó, anh em Long Đại Ca bắt đầu thanh toán lẫn nhau khi mà em gái Long Đại Ca bị hại mà anh em hắn lại không thể bảo vệ được. Trong khi đó, Long Đại Ca lại muốn triệt hạ Cường mà cũng chưa thể làm được, nên hắn đã trút hết tức giận lên đầu anh em. Long Đại Ca không thể kiềm chế được nên đã ép Thắng cùng toàn bộ anh em phải đi thanh toán mẹ con Cường ngay. Nhưng Thắng lại không nghĩ như vậy. Thắng chỉ muốn bình an để được làm kinh tế. Vì vậy mà Thắng sẵn sàng bật lại. Long không thể khiển được Thắng, trong lúc tức giận đã không thể kiềm chế được nên đã sấn vào tát liên tục vào mặt Thắng. Thắng cũng chỉ chờ điều này từ lâu nên nhân cơ hội này Thắng sẵn sàng bật lại. Và với sức trẻ, Thắng cũng chỉ cần ra mấy đòn đã hạ gục Long Đại Ca. Và tổ chức này bắt đầu được Thắng lập lại trật tự. Vâng, trên đây là những diễn biến chính của tập 62 bộ phim Lựa Chọn Số Phận mà Đại Nghĩa xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Đại Nghĩa xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Đại Nghĩa nhé. Đại Nghĩa xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những tập tiếp theo.